lo lắng, ở nhà đang có dột. Bây giờ đằng nào thì mưa cũng đã mưa rồi, ướt thì cũng đã ướt rồi. Mà cái giờ này là giờ mình làm việc, mình không thể nào di chuyển đi được. Mà bên cạnh đó ở nhà còn có người nữa, mà quỷ không biết à, họ có lo được cái việc đó hay không. Đấy thì à, trên đời có ba việc, việc ai thì nấy làm. Con đoan đắp ba cái chăn. Ui, tôi đang ngồi ở cà phê, không có cái chăn nào hết. Bạn ơi, có thể nào là chia sẻ cho tôi một cái chăn được không? Tôi đang ngồi uống cà phê mà trời lạnh quá, quán không có cấp cho tôi được cái áo lạnh hay là cái chăn nào cả. Bạn có cái chăn nào không thì cho tôi xin một cái đi. Chia sẻ cho tôi một cái chăn tôi đắp cho nó đỡ lạnh xem. Nào, bạn chia sẻ cho tôi một cái chăn đi. Tôi sẽ mời bạn một lon steam. Chia sẻ cho tôi một cái chăn, tôi sẽ mời bạn một lon steam. Ở quán có vẻ như là khách cũng khá nhộn nhịp. Tại sao không cho được nè? Bạn có biết là Bình Phước có Grab rồi không? Bạn hãy đặt Grab Express để giao cái chăn cho tôi nha. Bởi vì trước đó tôi là shipper Grab. Trong cái dịch vụ Grab có một câu slogan đó là cần gì Grab nấy. Grab siêu tốc. Đấy. Mà đã siêu tốc thì họ ship bằng máy bay nha bạn. Không hiểu gì luôn. Ok, chị chào Thu Đỗ nha. Cảm ơn bạn đã ghé kênh mình lần đầu tiên. Bạn có thể đăng ký kênh, theo dõi kênh để bạn hiểu hơn cũng như là bạn quan tâm nhiều hơn nha. Bởi vì chắc có thể là lần đầu tiên bạn đến kênh của tôi cho nên là bạn cũng chưa hiểu. Thì cái like ngày hôm nay đó là kết nối mọi người lại gần nhau hơn cũng như là chia sẻ những kỷ niệm, giao lưu cùng khán giả và kết nối hẹn hò online. Đấy, cho nên là bạn cũng hoan hỷ và thông cảm. Dù gì thì bạn cũng mới đến kênh thì cũng chúc bạn có một ngày, một đêm thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Nếu như bạn cũng đang đắp chăn như là cái bạn muốn gì cũng được trừ lộ mặt ấy, thì bạn cũng phải ngồi dậy để tập thể dục đi, để cân bằng lại cái thân nhiệt nha. Không biết là ở cái khu vực của bạn nó có đang mưa không, chứ cái khu vực của tôi thì nó đang mưa tầm tã và lâu lâu có vài cái tia sét. Quán thì rất là vắng, mọi người thì đã trú mưa hết rồi. Con gì đây? Cái con gì? Con gì nè? Đó, cả nhà thấy làm sao? Không sao, không quan tâm đến con mà cứ nói chuyện với người ta vậy. Ok, xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi nha, hu hu hu. Xin lỗi nha, hu hu hu. Ai cũng quan tâm hết, nhưng mà mình chỉ có hai tay, hai cái chân, một cái miệng, hai con mắt, hai cái lỗ tai và hai cái lỗ mũi, một cái đầu tóc và một cái đầu. Làm gì mà mình có cái thời gian để cùng lúc mình nói chuyện với lại từng người một được. Cho nên là các bạn thông cảm nha, ở bên kia thì có vài cô bé đang há há hừ hừ. Đấy, đó, đó để, một cô bé. Đó, hai cô bé, ba cô bé, ôi trời ơi. Xin lỗi bạn nha, đấy, thì mình cũng phải nói chuyện từng người một chứ. Ngày hôm nay là thời tiết rất là đẹp. Ngày hôm nay trời có mưa cũng rất là mát mẻ. Nhưng mà mới mưa có một tí mà đã tạnh rồi. Thì ngày hôm nay có được vài cái trận mưa, nhưng mà nó cũng không to lắm. Dĩ nhiên là những cái trận mưa như thế này sẽ rất dễ làm cho các bạn bị cảm. Cho nên là nếu như có công việc thì các bạn nên ra đường. Còn nếu như không có thì nên ở nhà đắp chăn, giống như các bạn là người ta kêu làm gì thì làm cái đó, trừ lột cái mặt ấy, đắp một lần ba cái chăn. Đấy, rồi bạn sẽ dần dần bị lười luôn, không có muốn làm gì nữa hết bởi vì nó quá lạnh. Đó, sao?